trường Kim Long trong một buổi chiều tháng chạp cuối năm rồi, 2-3 ngày nữa sẽ đón chào năm mới Tân Sửu. Thì thăm một đoạn đường Kim Long. Đường Kim Long thì sắp có công trình đi bộ, đường đi bộ dài lên đến chùa Linh Mụ. Thì bắt đầu buổi đường đi bộ thì từ cầu Giả Viên nối dài lên chùa Linh Mụ đó mọi người. Đoạn đường đầu đường của Kim Long thì cũng ít nhà, một bên thì bờ sông, còn một bên thì những công trình của gọi là của nhà nước. Rồi trường mầm non, rồi có cả bệnh viện thành phố. Lên phía trên kia mày nhà dân ở nhiều. Đây đoàn đi bắt đầu nhà dân nhiều đây mọi người. Đặc sản huyện ăn bún thịt nướng là nơi bắt đầu khu dân cư đông. Được nhà thì nhà mô không phải những chậu hoa cúc. Chuẩn bị cho những ngày Tết thì hoa không thiếu. Được nhà tượng trưng cho mùa xuân ấm áp. Xuân tươi vui. Đây là cái một công trình mà phía ngoài đường đi bộ đang làm đó mọi người. Ta làm một cái cầu bắc ngang qua. Thì ngang qua đây mình thấy một cái cổng và nhiều cơ sở đang tổ chức tất niên. Đây ngang qua đình làng Kim Long đây mọi người, được trứng hoa cúc để bày bán tại đây. Đình làng Kim Long phía trước là chợ học chợ, trước đây là chợ Kim Long nằm chợ đình mọi người. Học chợ đây đóng lắm nhưng mà sau người ta cho nữa rồi lui chợ đi lui sau đường Phạm Thị Liên đặt khu chợ Kim Long ở sau đó. Khu này nhà ở cũng nhiều rồi, những quán cà phê mọc lên cũng nhiều, phục vụ cho nhu cầu người dân giải khát thư giãn. Ở đây là ngã ba đường Nguyễn Hoàng đó mọi người. Đi thẳng hết đường Nguyễn Hoàng thì lên có đường Lý Nấm Đệ thì sẽ hướng lên thì lên chợ Thống, còn hướng đi về thì về An Hòa. Quán ăn vặt cũng mọc lên cũng nhiều. Đây cũng có một bài hoa cúc bày bán đây mọi người, phục vụ cho bà con người dân tại Kim Long. Hoa cúc Holly trước mặt một cơ sở đang đóng cửa. Chiều 27
tháng chạp thì hình như bà con vẫn còn làm nghề á, người ta vẫn chưa nghỉ, nên có nhiều nhà vẫn chưa dọn dẹp và vẫn chưa thấy những chậu hoa gọi là tượng trưng cho Tết. Người ta còn tất bật công việc mọi người. Thì ai còn việc thì cứ làm, ai xong việc thì dọn nhà ăn Tết. Rồi cái gì đến nó cũng đến. Năm nay có lẽ làm ăn thua mọi năm nhiều, vì không nhận thuế mà cần được rồi tiền nhiều thứ như là dịch bệnh Covid thì phải đóng cửa biết bao nhiêu là cơ sở. Rồi miền Trung thì có thiên tai lũ lụt, cho nên làm ăn thì có thể khó khăn rất là nhiều người. Thì hy vọng ai có cái Tết ấm áp, nó ấm cần và nhiều cần vui vẻ, gia đình sức khỏe là được, chứ biết bao nhiêu cho đủ, bảy nhiêu cho vừa, cần vui vẻ mà sức khỏe là được, không phải đối diện với dịch bệnh tại khu vực mình là hạnh phúc lắm rồi. Còn khu vực phía Bắc, phía Nam thì đang chống chọi với dịch bệnh. Cho nên cũng cầu mong cho bà con cuối năm về đầu năm được bình yên, sức khỏe. Đây ngang qua, đây là đình làng Hướng Lắm đấy mọi người. Cũng có bày bán rất nhiều chậu hoa cúc tại đây, phục vụ cho bà con không đi đâu xa nhiều đó. Nhà ít mà là các phủ với nhà thờ với chùa nhiều mọi người, cho nên cũng hơi vắng người. Đang ngang qua chùa Từ Ân, ngang đây ngã ba này là đường Sư Vạn Hạnh, đường gọi là đường tránh đi ngang phía sau lưng linh mộ. Vì đoạn đường của linh mộ thì mọi người biết rồi, nhỏ, những dòng xe mà tải trọng tải lớn thì không qua được, nên sau này người ta mới mở ra một con đường này rộng lớn hơn để những cái chiếc xe trọng tải lớn đi phía sau, còn đặc biệt là dành cho xe máy và xe cơ giới, xe nhỏ thôi. Đây sắp đến linh mộ rồi đấy mọi người. Thì Yên vui đưa mọi người đi thăm một đoạn tuyến đường Kim Long trong dịp ngày tháng chạp, để mọi người biết thêm đôi chút về tình hình cuối năm tại thành phố Huế cũng như tại Kim Long. Trong cũng có không khí Tết rồi. Rồi lúc này thì chùa linh mộ thì vắng, vì những ngày cuối năm thì không ai đi chơi nhiều. Và hứa hẹn lại ngày mùng 1 đầu năm thì có lẽ rất là đông đây. Rồi ngang qua linh mộ. Ngày cuối năm. Rồi cho em vui tạm dừng clip. Vòng mọi người có thể thăm lại đường Kim Long tại thành phố Huế trong dịp cuối năm. Xin chào mọi người.